Xin chào các bạn, hôm nay đến với kênh của mình thì cũng cách tuần mình cũng lâu rồi mình mới ra video mới, do mấy bữa nay dịch quá các bạn, công ty thì mình nhiều việc quá nên mình không có thời gian để làm video. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web mà mình thấy rất là hữu ích cho các bạn mà lập trình PVC của Siemens. Thì trang web đó là sv.blicor.net. Thì hôm nay mình sẽ chủ yếu giới thiệu cái trang web này để cho các bạn xem nha. Các bạn truy cập và các bạn học. Thì trong đây, trong trang web này có rất nhiều cái rất là hay. Có nghĩa là các bạn có thể tải những cái đoạn code miễn phí mà trên trang web này viết là các bạn sử dụng thôi, và giải thích các bạn các cái khối hàm lệnh trong PVC, cũng như các code về Canada trên HMI các lập trình. Và trên đây có nhiều phần mềm, mình sẽ đi vào từng cái thư mục để mình giới thiệu cho các bạn, và các bạn thấy bổ ích thì các bạn truy cập vào các bạn xem và các bạn học. Thì mình thấy trang web này rất là hay nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong video này. Thì đầu tiên đó là Jenin giới thiệu. Thì trang web này chủ yếu là giúp các bạn học PVC. Thì khi các bạn nhấp vào sẽ vào một cái trang của trang web này, và các bạn có thể xem những cái video mà những trang web cái này chủ yếu là từ nước ngoài. Thì các bạn có thể xem những cái video mà kênh này đăng ký, kênh này tải tin này đăng lên cho các bạn xem. Thì cái phần này thì mình đánh giá thì chưa có gì nổi bật, tại vì kênh này ít video quá. Nhưng cái phần mà document á, thì sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Tất cả các tập lệnh ở đây, ví dụ mình của tập lệnh kiểm soát chương trình, bạn nhấp vào đây, xoay bit cái đoạn, cái phần này thì chưa có. Ví dụ bạn học tập lệnh counter thì đây có một cái đoạn chương trình viết thử và giải thích cái đoạn chương trình này. Đây thì các bạn có thể đọc và rất là dễ hiểu, theo mình đánh giá có giải thích hết cho các bạn. Thì các bạn học những cái hàm lệnh cơ bản mà dễ hiểu thì các bạn đơn giản thì các bạn lên đây các bạn học, thì mình đánh giá cái này rất là bổ ích. Rồi tiếp đến là các project, thì trang web này cũng có cho các bạn những cái project. Thì cái này bắt buộc các bạn phải liên hệ với thông tin với trang web để các bạn đăng ký. Cái này thì mình cũng chưa có đăng ký nên mình không đánh giá về phần này nhiều.
và tiếp theo là phần download. Ở đây thì các bạn sẽ có những cái chương trình của Siemens thì các bạn có thể download về đây. Các bạn cần phần mềm nào các bạn download về. Và tiếp theo là sụt, thì cái này bạn, nếu bạn dùng TA thì các bạn phải dùng đúng cái phiên bản mà của các bạn này bạn viết của, thì các bạn download về và các bạn mô phỏng và các bạn tìm hiểu thôi. Và các bạn có thể copy những cái đoạn này qua những cái chương trình, những cái đoạn, những cái khúc nào mà bạn thích, bạn cần thì các bạn sử dụng thôi. Đây, đây là link down. Thì ở đây mình cũng sẽ download thử cho các bạn xem, nhưng cái phiên bản mình dùng không có phù hợp với cái chương trình mà bạn này vẫn viết ra, nên mình cũng không mở lên được. Nếu cần thì các bạn phải download, các bạn cài đúng phiên bản nha. Đây, các bạn download về. Các bạn mở cái file này lên và các bạn truy cập vào rồi các bạn lấy cái mật khẩu nha các bạn. Đây, mật khẩu giải nén. Đây là TA Proto V15. Thì bản TA Proto V15 thì mình không có cài, nên mình sẽ không có mở được cái chương trình của bạn này lên được. Đó là một cái hạn chế của TA Proto. Bạn copy cái đoạn này là mật khẩu nha các bạn. Thank you.
Mật khẩu là cái đậu màu xanh này nha các bạn. Đây. Nhưng tiếc là mình không thể mở được cái đoạn chương trình này lên, do máy mình chỉ cài là TiaV14 thôi. Thì bạn nào bạn có thể xem có máy nào các bạn mà cài TiaV14 và 16 thì các bạn có thể download về và các bạn mở lên và các bạn xem tương tự như vậy, cũng sẽ có các chương trình cơ bản đây. Thì các bạn có thể tự xem. Hy vọng cái trang web này mình giới thiệu cho các bạn thì sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc lập trình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.